Kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít cập nhật trưa ngày 10 tháng 5 năm 2023 so với sáng nay thì vẫn đang đi ngang, hiện ở mức thấp ha bà con ha. Bà con lưu ý giá mít nhất hiện chỉ để tham khảo thôi, các vựa còn đưa ra giá thì kênh còn báo giá mít nhất, chứ thực chất thì chỉ lấy kem nha bà con. Tại Tiền Giang mít nhất 25, kem lớn 15, kem nhỏ 10, hàng xô hàng chợ từ 4 tới 5.000 đồng. Tại Đồng Tháp, An Giang, Long An, kem lớn là 14, kem nhỏ là 9, hàng xô hàng chợ là 4.000 đồng. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem lớn 13, kem nhỏ là 8, hàng xô hàng chợ là 4.000 đồng. Vĩnh Long, Trà Vinh, kem lớn 14, kem nhỏ là 9, hàng xô hàng chợ 4.000 đồng. Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, kem lớn 10.000, kem nhỏ 6.000, hàng xô hàng chợ 3.000. Tây Ninh, Bình Phước, Tây Nguyên, kem lớn 11.000, kem nhỏ 6.000, hàng xô hàng chợ 3.000. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn, tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần, giá mua sẽ có sự chênh lệch, có thể thấp hơn giá kênh báo nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh, xin kính chào và hẹn gặp lại.